Anh dắt gấu đi dạo nhưng đi tới cửa thì để dây lại cho gấu ở nhà rồi đi ra ngoài như bình thường thử đi ạ. Hừ nhá. Đi chơi nào. Gì đây? Đâu rồi? Chơi trốn tìm à? Trò này chán lắm. Phải con cái của nợ gì đây? Bực rồi nha. Không chơi cái này đâu. Gắn cái của nợ gì vào người mình không biết. Biến ra khỏi người tao. Tao cắn đây. Không cắn được luôn. Ông già đùa dai quá nhé. Tôi là con chó chứ không phải là con dog đâu. Mà ông đùa giỡn như thế. Không trả lời luôn. Phải tìm xem mới thôi. Quá sức chịu đựng rồi. Đối xử không bằng một con chó. Cứ nghĩ cho mình ăn. Mà muốn làm gì thì làm à? Cả mày nữa. Lẽo đẽo theo tao làm gì? Biến đi. Thôi ngủ tí đã. Lấy sức tí trực tiếp. Về rồi à? May ông về sớm. Không là tôi đi tìm xe mới rồi.